Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long có mây thay đổi gần sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và rông. Có gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô cũng dự báo gần sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và rông. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3 tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 26 đến 31 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng biển trên cả nước. Dự báo đêm và sáng sớm mai ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến dao động trong khoảng từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Dự báo đợt mưa của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ này sẽ kéo dài liên tục từ nay đến hết tuần. Do có mưa về đêm và sáng nên nhiệt độ trong đêm nay giảm xuống còn khoảng từ 23 đến 25 độ đối với khu vực trung du và vùng núi phía Bắc, còn ở khu vực đồng bằng dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Sang ngày mai, miền Bắc trời nhiều mây, nắng gián đoạn nên nhiệt cao nhất ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ trời chuyển mát với các tỉnh miền Trung khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phần phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh là những nơi chịu tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ. Vì thế đêm nay và ngày mai ở các khu vực này trời chuyển mây nhiều hơn, chiều và tối mai ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và có nơi có rông. Nên nhiệt thấp nhất đêm nay ở các tỉnh thành miền Trung dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, trời cũng khá là oi bức. Còn mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An giao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Đối với các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên, tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt, với mức nhiệt cao giao động trong khoảng từ 35 đến 38 độ và có nơi trên 38 độ trong ngày mai ở cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng giáo, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ và từ 32 đến 35 độ ở Nam Bộ. Chiều tối và tối mai ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, còn ở khu vực Tây Nguyên mưa vài nơi. Chuyển sang thời tiết biển, đêm nay và ngày mai ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Nam cấp 4, cấp 5, khu vực phía Bắc của Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam cấp 4. Riêng phần phía Nam chiều tối và tối mai có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.